Hôm nay mình có nguyên một ngày rảnh đến nhà để chơi game luôn nè. Hình như có ai kêu mình ở dưới vậy ta, nghe giọng lạ quá các bạn. Ai vậy? Ui, có người ở ngoài. Ui, hello. Ủa, cậu cậu, hiện tại tôi đang bị lạc rồi mà tôi không có chỗ ở. Hay là bây giờ cậu cho tôi vô nhà của cậu ở được vài ngày được không? Cái gì, ở nhà tôi vài ngày hả? Mà cô từ đâu tới vậy? Tôi đến từ một ngôi làng ở khác á. Nó cũng khá xa. Bây giờ tôi quay cũng rất là trễ rồi. Bây giờ cậu hãy giúp cho tôi được không? À, từ làng khác rất là xa. Ôi trời, còn to hơn cá mình luôn. Cũng được, cũng được. Cô vô đây đi, vô nhà tôi nè. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu. Trời ơi, mặt hình như cô này như khá là thích. Trời ơi, như to hơn cá mình luôn á. Tới từ nơi đâu rồi ta? Đây, 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 có nước cho cô nè. Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha. Cô tới từ nơi nào mà công nhận cô to hơn các cái nhân vật máy rap bình thường của tôi luôn nè. Trời ơi. Tại vì cái mấy lần mình là mọi người đều rất là to. Tôi là người nhỏ, có chỗ bụng của tôi rồi. Cái gì, nhỏ nhất rồi đó hả? Trời ơi, sao mình thấy có gì đó sai sai nha. Nhỏ nhất không biết, mấy người kia còn to chứ cỡ nào đó trong làng của cô nữa. Được rồi, cô dưới nước cho đó đi, để có gì tôi kiếm cho chị ơi, cho ơi. Đi chơi game chị ơi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ủa, ai vô mày không vậy? Nguyên ông đi đâu, không vô nhà mà lôi chạy. Trời đất ơi, hôm nay ông dám dẫn con gái về nhà luôn hả? Nói gì vậy, bậy rồi. Đây chỉ là người làm khác tới đây nhờ tôi giúp đỡ thôi à. Đúng rồi đó anh ơi, anh đừng có mà hiểu lầm. Ủa vậy hả Hai Chi, thiệt không? Đương nhiên rồi, người này chỉ qua nhờ tôi giúp đỡ kiếm chỗ ngủ thôi à, chứ không có gì đó. Hay là bây giờ bạn qua nhà tôi đi, nhà tôi cũng có nhiều chỗ ngủ lắm. Rồi để Hai Chi, để cho tôi lo chuyện này cho. Cái gì, để trong lo hả? Ê, mình thấy có một cái sự mê gái ở đây nha. Vậy thì hay quá, bây giờ cậu giúp đỡ tôi nha. Chắc không vậy sao em? Chắc mà, bây giờ thôi bạn ơi, bạn đi về cùng với tôi đi Hai Chi. Bây giờ ông xong rồi tôi dẫn bạn này về nha. Ê, cái gì? Trời ơi, sầu huy ống nhanh vậy trời. Trời ơi, thôi để cho sầu huy ống lo đi. Cái gì mà vừa thấy gái là dẫn gái về nhà, chẳng hiểu ổng luôn á. Mình lên chơi game tiếp mới được. Trời, tưởng hôm nay giúp đỡ được một người khác mình sẽ trả người tốt chứ chẳng chém quá đi. Bạn ơi, đi nè, nhà là nhà của tôi, nhà tôi rất là rộng đó, mời bạn vô nhà. Ôi, công nhận nhà của anh đẹp thật luôn, thật cảm ơn anh vì đã giúp cho em nha. Không sao đâu, không sao đâu, em cứ coi như đây là nhà của mình đi, anh sẽ đón tiếp em thật nồng nhiệt. Thì em đang ở ké nên em sẽ trả cho anh một thứ thật là thú vị luôn. Ui, đó là thứ gì vậy, trời ơi, sướng quá, sướng quá, vui quá, vui quá. Được rồi, để em giúp cho anh nè, anh nhìn vô em đi, nhìn vô em đi. Ủa, em làm cái gì vậy, em làm cái gì? Ông hamburger ngon quá đi dầm. Ông trời ơi, đúng ngon luôn á. Ngồi ơi, đã quá đi, đúng là ăn khuya lúc nào cũng ngon hết trơn á. Ai no bụng rồi, đi ngủ thôi, không biết là thầu nguyên với cái cô gái á hồi sáng như thế nào nữa, nhưng mà tao kệ đi, mình đi ngủ mới được. Trời ơi, ơi buồn ngủ quá đi à. Chị ơi, giúp tôi với hả chị ơi? Vậy đang ngủ mà cái gì mà kêu vậy trời ơi. Ôi, cái gì vậy, cái gì vậy? Mình mới vậy thấy cái gì đó ngoài cửa sổ nha. Cái gì vậy trời? Sao có cái đầu sầu huyết kia ấy? Cái đầu ngoài chị ơi, giúp tôi với hả chị ơi? Đứng ngoài cửa sổ thiệt kìa. Ê, đi đâu rồi? Hả chị ơi, làm ơn giúp tôi. Ê, cái gì vậy? Cái quái gì vậy trời? Ê, né xa ra nha. Cái này. Ê, mày vô đây, tập bè. Ê, né ra. Ê, tao chém á. Trời ơi. Làm ơn đi mà. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Ê, con kia kìa, đứng yên. Sao biết, đứng yên. Cái gì mà cứu vậy trời? Sao mình nhìn thấy ghê quá vậy trời? Sao ông còn mỗi cái cọc không vậy? Để ta ra đúng sầu yêu vậy? Thôi là sầu riêng nè, ông nói gì vậy? Sầu yêu cái sắc cái gì mà thấy ghê quá vậy? Để cái thân đâu? Sao còn mỗi cái đầu không vậy trời? Vấn đề đây là một hình dạng rất đẹp. Hình dạng đẹp cái vậy? Thì sao mà nhìn thấy ghê quá vậy trời? Chị ơi, lại đây với tôi đây. Ê, lại cái gì mà lại? Ai ông có dụ tôi lại với ông nha. Thôi, chạy thôi. Đâu phải không biết có chuyện gì không nữa. Ơi, trời ơi, đi ra ngoài luôn kìa. Không được, chị qua nhà ông mới được. Tới nhà của ông này sao ấy. Ui, đóng cái này. Đó kẹo à. Cái gì vậy các bạn? Nhìn kìa, ơi, cái gì đây? Ê, mày béo đây. Ơi, cái gì vậy? Ơi, sầu ấy, cái thân này thảo kìa. Dạ, ông xanh lè vậy. Không có đầu. Ê, cái cô gái ở đúng sáng nè. Đúng không có đầu luôn mà sao.
cái cô ngoài kia nó còn định mình kìa, cái gì ghê. Trời ơi trời ơi, đáng sợ quá, nhà ông đóng hết cửa ra. Cô chơi đây, cô chơi đây, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại hết, đóng cửa lại hết. Vụ việc gì đây, không lẽ có làng mình có bị cái gì á? Thì cô gái lúc nãy thì giờ còn mỗi cơ tả, còn sầu ghi cũng còn mỗi cơ tả. Thì trời ơi, không lẽ chuyện này đã chối cô gái rồi xem tới gây ra sao? Nhưng mà chuyện lạ là cô ta cũng bị y chang luôn kìa. Mình phải nghĩ cách nào đó để giúp sầu ghi mới được, giúp cô gái nữa. Nhưng mà cái đầu đó hay đi đâu rồi? Mình phải gọi là làm một cái gì đó để bắt lại mấy cái đầu của sầu ghi ông bay đi mới được. Không biết giờ sầu ghi đâu. Ở đâu vậy? Cái gì vậy? Con heo. Ôi trời ơi, bị cái gì vậy? Nó là một cái đầu y tóc màu đen đen á. Ê, quen lắm nha, quen lắm nha. Không lẽ chính là cái cô gái kia ta? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kẻ nào đang chinh hò ta hay sao đó? Mặt nó thấy ghê quá vậy. Không quan tâm ăn tiếp là. Giờ thì mình có cơ hội mình lấy cái rìu này mình đập chết con hấu ta. Anh yêu tiếp kìa. Ui cái gì anh yêu gì vậy? Ê sầu ghê kìa. Không lẽ đúng là con chó đó là cái con gây ra mọi chuyện trong làng rồi, mình khẳng định luôn rồi đó. Anh có mang về cho em thêm đồ ăn? Được rồi, để cho anh kiếm đồ ăn đem về cho em nè. Ui, cái gì mà thấy ghê quá vậy trời. Sầu Nguyên mới vừa đem về một ông dân làng kìa. Mình phải giúp Sầu Nguyên đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Chỉ dụ ổng thôi, mình phải bắt ổng về mới được. À, bay vòng vòng của này nãy giờ ổng ơi. Bảy rồi kìa, ổng kìa. Ui, à, thấy em. Người rồi. Ui, trời ơi, ghê quá vậy trời. Ốp kìa nha. Ê, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, vô đây, nè, trong đây có đồ ăn nè. Ê, tóm lại. Trời, trời, tóm. Nè, bắt được sầu riêng rồi, Mình đã bắt được một cái đầu rồi. Rồi, ông ơi, trong đó nha, tôi sẽ giúp ông đây. Rồi, giờ thì mình đi qua cái phòng bên này để mình lấy vũ khí đi qua xử cái đầu còn lại mới được. Súng điện đây rồi, trời. Đấu với mấy con hệ tâm linh như cái con kia là chỉ có dùng súng điện thôi. Rồi, vô đây lấy đạn của mày thôi. Định làm cái gì vậy? Đừng có làm hại vợ ta mà tên kia. Sầu Nguyên, ông bớt đầu lao đi. Ông bị u mê quá rồi đó. Trời ơi, mê gái thì không mê mê mỗi cái đầu. Ê, rồi. Thử cái đầu còn lại nè. Rồi, đi kiếm con. Anh yêu ơi, anh yêu nó trên kia kìa. Rồi. Nhìn nó tí ghê tiệt luôn á. Được rồi, được rồi. Đi xử á thôi. Anh đeo cái gì con kia? Ui. Ui, lại cái tên khùng điên nào đây? Ui, trời, anh nghĩ nó quên mình luôn rồi kìa. Ồ, là anh hồi sáng sao? Hay là bây giờ anh đi cùng với em đi? Nó nhớ mình rồi kìa, nằm mơ đi. Ui, trả sầu riêng đây, ta đã bắt sầu riêng rồi. Còn lâu. Ui, trời ơi, bắt sầu riêng, đừng nói ngươi đã bắt anh yêu của ta thôi nha. Đương nhiên rồi, ngươi trả sầu riêng đây không mà ta tiêu diệt ngươi luôn đó. Ui. Ôi, nó nhả ra kìa. Mày, ôi, ai da, ôi, nó bắn đâu vậy? Chưa chết nè, ơi. Ôi, nó mạnh quá vậy. Ôi, bằng ra mấy cái đầu lâu luôn kìa. Ôi, trời, nó bắn. Ai da. Ôi, trời, tên con này nó mạnh quá vậy. Nó đâu rồi. Ai da. Người chết nè. Ôi. Ai người nằm mơ đi. Ê, chạy qua đây. Ai da. Trời ơi cái tên này sao nó mạnh quá vậy? Ơi, chạy qua đây, chạy kéo này. Ui, sao nó mạnh quá vậy trời, súng điện không làm gì được nó nhiều luôn á. Mày dùng ra đó vô một góc làm cho dễ bắn quá được. Ui, cái gì vậy? Nó thấy mình là nào vậy? Trời ơi, không có thể dụ được nó luôn á. Được rồi, ta sẽ trả anh yêu lại cho ngươi, nhưng mà ngươi bình tĩnh. Vậy sao? Vậy thì mau đưa đây cho ta. Đi theo ta nè. Vô trong đây nè. Ôi, anh yêu kìa. Ui, trời, gỡm quá đi à. Ui. Ê, nhưng mà nè, nếu như ngươi muốn mở cái lồng đó, thì ngươi chui vô cái lồng bên này đi, thì mới mở được. Đúng rồi. Đúng rồi.
rồi, nhốt mày lại luôn nè coi. Ôi, bên kia sao có nhốt ta vậy? Ê, nằm mơ đi, thả người ra. Chết rồi, em yêu cũng bị bắt vào đây luôn rồi hả? Trời gớm quá hả các bạn ơi, trời ơi, mấy cậu lớn vậy. Ôi, con hả, 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 cái gì còn ít thời gian là sao hả? Ta không hiểu. Trời sắp sáng rồi và bây giờ cái đầu của hắn ta sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà khi hắn ta không có cơ thể thì hắn ta sẽ chết. Ê, trời ơi, giờ này mấy giờ rồi ta? Ê, giờ mấy giờ ta? Ê, đồng hồ, ê, đây rồi. Cái gì? 5 giờ rưỡi sáng hả? Chết rồi. Còn khoảng rồi là 30 phút nữa là 6 giờ sáng rồi. Mặt trời đang bắt đầu lên rồi kìa. Ê, chạy qua bưng cái sạc ông về đây được. Ui, đây rồi, sáng của ông Sầu Yên nè. Sáng với con nhỏ kia đó. Mình thôi, kệ đi ba. Mình không nên mang sát con này về đâu. Có gì cho nó, em biết nó chết đi. Thôi, đi thôi, đi về nhanh lên. Ê, thôi, đặt sát Sầu Yên rồi, đóng cửa đây. Ui, cái gì xác của người á, nằm mơ đi, người làm con quái vật người phải chết 6 giờ rồi. Ui, tí đồng hồ ghen lên rồi kìa. Ê, được rồi, tắt nó đi nè. Ui, nó tan biến luôn rồi kìa. Ui, ông có sao vậy? Ủa, chị tôi đang ở đâu vậy? Ui, trời, hên quá trời. Ủa, mà ông gặp chuyện gì hôm qua vậy? Ui, cái con nhỏ kìa. Tôi nhớ rồi, tôi bị con nhỏ là nó hút hồn tôi hay sao á. Trời ơi, con nhỏ là con quái vật. Nó có là có mỗi cái đầu không luôn á. Trời ơi, ghê lắm á. Trời hên quá, cứu được ông Sầu Yên rồi. Ê, cái thằng nhóc đáng ghét đó, dám hướng tại trên của ta tức quá đi à. Bây giờ làng này không dụ được nữa rồi, bây giờ phải đi đến làng khác thôi. Có bạn nào muốn biết còn cả quái vật trong Juno Mali khi từ 1 tuổi tới 100 tuổi sẽ tiến hóa như thế nào không ạ? Nếu như các bạn muốn biết, hãy bấm qua video bên cạnh của mình á. Giờ thì mình sẽ qua bên video này và tạm biệt các bạn.